người ta đang buồn, buồn lấu cả ruột ra đây này. Mọi người nhìn kỹ tôi xem, như tôi đây vẫn còn xuân sắc, vẫn mắt vừa mày ngài ống ả như em, dáng điệu tước tha nụ cười lung linh. Thấy vậy mà tôi phải làm vợ ba cái lão bá kiến giả hôm em ấy. Đêm lặng mò rú như lắm sương tàn, chả để ý gì đến tôi cả, để cho tôi xuân sắc tàn phai. Nghĩ thật xấu hổ với bà con hàng xóm, ra đường thì chỉ yêu em cười rằng hai ông cháu kết đôi vợ chồng. Mợ ba ơi, mợ có nghe dân làng ngoài kia người ta đồn gì không hả? Người ta đồn cái gì hả? Mày nói mợ nghe. Người ta đồn rằng Vũ bá kiến già lấy bà ba trẻ, ôm một lúc bốn bà mà vẫn chẳng chịu yên. Mày nói sao? Ôm một lúc bốn bà là sao? Mày nói rõ mợ xem. Con nghe dân người ta đồn Vũ bá nhà ta đang tơ tỉnh với cô con gái lớn của lão muôn gạo ở Trân Phú à? Ui dồi, chết tôi rồi. Cô này trẻ và đẹp lắm. Mình còn trẻ đẹp nữa. Con nghe đâu chắc Vũ bá nhà ta gần 40 tuổi. Ôi trời đất ơi, lại còn kém cái lão bá đến gần 40 tuổi. Sao giờ đây là giờ đó đây? Thảo nào lão cứ kiếm cớ là đi công chuyện, đêm về thì kêu hỏi với đau lưng ạ. À, còn cái khoản ấy thì lão lại cứ dừng dừng ra. Mỗi khi tao gần thì lão lại kêu tao dọ lầy mình đuối lắm. Ôi ông ba kiến ơi, là ông ba kiến ơi, ôi ông ba kiến ơi. Ờ, con đây mở ba. Chị. Dạ. Mày có thấy tội cho mở không? Mày có thấy thương mở không? Mở ba ơi, mở nói thế cụ bá cụ về cụ nghe thấy cụ đập chết con à. Cái lão bá trước kia mà còn ở trên đồn phục vụ mấy quan tây, nghe lời lão bá kiến gió ngon gió ngọt lên mở mới trở về đây. Ấy vậy mà giờ lão bá lại mở thói ra hoa bỏ mờ lăng canh trường phòng không mắc phải. Chí ô mà ba. Ô mà ba, mỗi lần nhìn thấy Chí Quốc đất ở ngoài mưa, ô mà ba, cái bắp tay của Chí nó cứ buồn buồn. Ô mà ba. Chí mà ba ơi, lại đây với mợ. Không dám đâu ạ. À, đây thì mày cứ ngồi xuống đây với mợ. Chí. Dạ. Mua cho mợ cái giải yếm. Mà ba ơi, con không dám đâu à. Con buộc cho mợ cụ bá về, cụ nhìn thấy cụ bẻ gãy tay con ạ. À, đã bảo lão đến tổ tôm còn lâu mới về, mày cứ buộc lại cho mợ. Mợ ba ơi, con không dám đâu à. Mày cứ buộc cho mợ đi. Con buộc đâu mà bảo buộc. Thì không tuột mày cũng cứ buộc lại cho mợ. Không tuột mà cũng bảo buộc. Buộc thì buộc. Ôi bàn tay của tôi. Ô, bàn tay của người ta mà để vào bàn tay của tôi. Ôi đau quá Chí ơi. Mợ ơi, mợ đau ở đâu ạ? Chuột chuột rút mày lại đây bóp chân cho mợ với. Mợ ba ơi, con không dám đâu ạ. À, con buộc cho mợ. Cụ bá về cụ nhìn thấy cụ đập chết con à. Đã bảo lão đi đánh tổ
còn lâu mới về. Mày cứ lại đây bắt chân cho mợ. Mà ba ơi, con không dám đâu à. Nhanh lên, tao là tao, khó chịu lắm rồi đấy. Buông. Mà ba ơi, sao chân mợ to thế hả? To lắm mới thích. Ở dưới kia, ôi người thèm bóp mà có được bóp đâu. Có mà thèm. Thảo nào cụ bá cụ sợ là phải. Chị. Dạ. Mày làm nhảm cái gì đấy hả? Con có làm nhảm gì đâu hả? Buông. Chị. Dạ. Mày bóp chân cho mợ. Mày có thấy thích không? Không thích. Không mà. Cái tay nó thích à? Thế thì lại đây bóp tiếp cho mợ đi. Bóp thì bóp. Chị. Dạ. Mày bóp cao cao lên cho mợ. Cao rồi đây hả? Cao lưới. Cao lứa rồi đây hả? Hoa rồi. Ai ô? Ôi mợ bà ơi, chỉ có cụ bá mới hoa như thế thôi à? Chết con rồi. Lấy tàu lá chuối này mày che vào nhá, láo về là đi thẳng vào trong, không biết được đâu mà sợ. Mày cứ ngồi im ở đấy cho mợ. Dạ, bẩm cô, con có dám dí vào đâu ạ? Tốt, mày không dí thì tốt. Chứ mày mà dí thì ông đập chết cha mày. Xéo ngay. Con xéo đây ạ? Đi kéo. Chí này. Dạ. Mày kiếm đâu ra mà nhiều lá chuối thế hử? Ô, sáng nay cụ chả bảo con đi kiếm lá chuối về để gói bánh là gì? Bánh à? Bánh nếp? Bánh tẻ? Hay là bánh dày đấy? Đấy, mày có giỏi mày cứ sợi tái cái bánh dày của cụ đi. Dạ, bẩm cụ, từ trước tới nay cụ cho con soi cái gì con mới dám soi à? Tốt, mày không soi thì tốt, chứ mày mà soi thì ông đập chết cha mày. Xéo, con xéo rồi đây hả? Ấy như tôi đây, tên gọi Bá Kiến, kiếm tâm lừng lẫy một vùng, nhưng rằng mà đã ngon. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bố cái thằng nào đó. Bố nào nhìn mà bé. Mà bé ơi. Mới chỉ là mợ ba, chưa được là mợ bé mợ bốn. Trời đất ơi, quái. Sao nó lại biết mình có gì? Ấy thứ ba, nhưng mà đẹp nhất, yêu nhất, nhìn mà thì một tí cũng mê thích rồi à. Dẫu lưng nó có lòng, mỗi nó có mỏi, nhưng là cũng phải có. Thank you.
Nó mất thuốc cái con mẹ hàng, hàng lươn từ bao giờ. Chết thật. Sao dạo này mình lại đuối thế? Mà thịt mỡ thì cứ đánh cả tả. Ôi dạ. Mờ lắm, không thấy đâu, không thấy đâu. Trứng gà trống. Đèn màu nó quay phát sáng. Cố trùm 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 trùm. Thế mà nó lại chẳng làm cô mẹ gì. Trên bảo dưới nó lại chẳng nghe. Lại ông cứ tầm bổ cho lắng vào thì cũng chỉ béo cái con mợ tư ở trên phố huyện. Còn tôi là sơ mũi được về. Tôi là tôi đi với thằng Chí của tôi đây. Chí ơi, Chí à. Mợ ba ơi. Thoát rồi. Thoát rồi. Thế là tránh được một đòn của con ba béo. Chứ sao hôm nay nó lại dở cái miếng này. Đại bàng quất gà. Mình chỉ còn cái con đường là vũ sư. Còn hơi sức đâu mà phục vụ cái con mợ tư ở trên phố huyện. Các bác này đang mặc kiến của hai trắng trông em thế này thôi nhưng đừng có mà đua. Tôi là chẳng chịu thua gì. Tập vật nghệ. Và cũng chẳng chịu thua. Tí anh dài thôi anh điện cho nhá. Tí anh điện thôi. Chỉ hòa cái mỗi xuân giả là tôi đây chịu cúng. Nhưng nhiều khi cứ nghĩ đến con mỏ đúng bài của hai tráng đấy em ạ. Ở trên tôi nhận trang kiếm là tôi phải có. Thế cho nên thuốc trong cung cấm tăng lực cho bất cứ ở đâu tôi cũng lùng mua bằng được. Trăm con cá ngựa bỉm bỉm chục đôi giáp bắn ngâm tươi. Thế mà nhiều trên bảo dưới lại không nghe. Thế mà cái thằng Chí bảo ăn cơm thì không lên được. Nó chỉ ở dưới bếp, nó chỉ có ăn khoai. Thế mà của nó lại rất hay. Con vợ nó cứ cười tít suốt ngày. Tôi chạy nòng tôi hỏi vì sao cười tít hỡi em. Thế là mụ ta thản nhiên trả lời đến đầu đến lũa chợ phiên quan tiền mà cũng chẳng ai như tôi chưa đi đến chợ đã hết mẹ nó cả tiền rồi. Ôi giời đất ơi, ông giời ông chẳng thương tôi chút nào. Chí ơi, đố Chí đuổi được mà đấy. Đây, suốt ngày nó chỉ có Chí chí chẳng thương. Nó mới tuyết chiều này chụp chỗ. Đời thủa nhà,
lại để cho cái thằng bỏ nó lên ăn cơm nhưng mà ăn không lên được. Thằng mở nó ấy cơ chứ. Cụ đã nghĩ ra một cách rồi. Cái gì của cụ mai mắt trời mà cụ không mắt trời là lúc đầu tháng được bữa thịt chó thì đây đất cho cái thằng nào sơn nông gia mày mấy miếng nào cô gọi mà ba mấy miếng nào ăn sẽ ra thằng Trí mở ba mở ba ơi không gọi gì tôi thế hả ra đây cục báo Chí mày cứ ra đây với mợ mày cứ ra đây ôi trời đất ơi chúng nó lại còn cầm tay cầm chân nhau lại bảo mười mâm chúng mày vừa phai phải thôi nhá chứ mà để cụ liên kết lên thì cụ đập chết cha chúng mày trước. Hôm nay thêm một số bạn mới rồi thêm một số bạn mới chị ra quỳ xuống đây cụ bảo ông định đánh nó hả mà lúc nào cũng chỉ mất những cái thằng chị mà chị đổ cái tiếng ác cho tôi này thì ác này trông nó to như con trâu mộng thế kia làm sao tôi đủ sức mà đánh nó chị dạ quỳ xuống đây cụ bảo mày cứ lại đây ngồi xuống đây xem ông nó bảo gì chí này dạ bây giờ mày cõng cụ 30 vòng quanh cái sân này hay ông định bắt nó cõng ông 30 vòng để làm gì hả nó cõng tôi 30 vòng quanh cái sân này thì tôi sẽ cho nó cái bánh dày mợ ba ơi là vẫn mời thằng Hoàn 30 vòng chứ 90 vòng vẫn còn cắm được tốt khá Chí này dạ mày chỉ cần cõng cụ 20 vòng quanh cái sân này thì một cái bánh dày cụ cho chứ 10 cái bánh dày thì mày chỉ có ngáp thôi con ạ. Này em bây giờ 4-5 bữa còn gì nữa mà nào cõng cụ anh biết cả mới đói lắm. Chí này dạ mày cõng cụ mày có chả còn gì à chí cái gì của mợ mà mợ không được dùng thì mợ đây tích cho nó là dùng mày cứ giật tay nó chứ mợ dạ mà mình ngồi trên đứng nó phò mẹ cá rô tre rô tre thì con cũng giặt chị ơi cụ là cụ thua mày rồi đấy còn cái bánh dày của cụ cho mày đó cõng cụ vào trong nhà đáng đời chúng lão quá kiếm già hôm em đúng là gậy ông lại đập lưng ông ha ha với cái tiết
lần này quý vị rất tuyệt vời đúng không ạ? Chỉ trong vòng 20 ngày ngắn ngủi thôi mà các thành viên của câu lạc bộ cũng ở trên sân khấu cũng thể hiện thực sự như các nghệ sĩ của chúng tôi vậy. Rất tuyệt vời. Một lần nữa rất mong toàn thể quý vị những tràng pháo tay nồng nhiệt cho hai kịch Gầy Ông, Độc Linh Ông.